Chuyện kinh dị Những lần tôi gặp ma ở Tây Ninh Tác giả Giang Anh Diễn đàn VOZ Giọng đọc tả từ Bí ẩn đầy điều Xin chào các bạn Tôi sống ở Tây Ninh Một tỉnh cũng bình thường ở trong miền Nam Còn nhớ những ngày tôi còn nhỏ Khoảng 5-6 tuổi gì đó Lâu quá rồi Cũng chẳng nhớ chính xác năm đó bao nhiêu tuổi mấy chục năm rồi chứ ít gì đâu nhưng chắc chắn lúc đó tôi còn nhỏ lắm chưa vào lớp một nữa tức là cái thời cởi chuồng tắm mưa ban đêm ở trần mặc quần đùi ấy lúc đó hầu như ai cũng nghèo và khu xóm là tôi tuy không đến nỗi lục sụp ở tuốt trong hẻm nhưng cũng vắng vẻ và tối tăm hệt như những xóm khác thời nghèo khó tuy nhà cũng có mặt tiền một con đường ở quê nhưng lúc đó con đường ấy thì chưa trải nhựa như bây giờ Và dĩ nhiên ánh đèn đường là một thứ mà cả chục năm sau lần đầu cả xóm biết được Lúc đó tôi còn ngây thơ và vui vẻ lắm Còn nhỏ quá mà Và gần như chưa từng nghe gì về chuyện ma cỏ Hoặc có nghe mà quên ngay trong một phút 10 giây Vì vậy tôi không hề biết sợ bóng đêm Mỗi khi nghe người lớn cấm ra ngoài Dù chỉ là ngoài hiên nhà thôi Và ban đêm Thì tôi nghĩ đơn giản chắc là sợ tôi lẻn sang nhà hàng xóm chơi mãi sau này tôi mới hiểu cái hôm đó gia đình cúng cái gì ngoài sân tính tôi thờ ơ không tin mê tín nên chả quan tâm gì mấy cái dịp cúng tiếng linh tinh nói thêm một chút về con xóm cây cối um tùm nhà nọ có khi cách nhà kia cả chục mét và ở giữa hai ngôi nhà được coi là gần nhất thường là một bãi đất trống khá rộng cây cối um tùm từ từng bụi cây cỏ hôi rậm rạp cao ngất đến những cây bàng cây còn cây bằng lăng sum xuê và cả tá cây khác mà tôi không biết tên ban ngày thì dấp mát chơi trò trốn tìm là hết sảy còn ban đêm ai đi ngang qua không khỏi cảm giác lành lạnh và dần dợn mỗi khi ngang qua những khu đất trống ấy nhất là khi ngôi nhà gần nhất có thể thấy được cái ánh đèn leo lét tuốt đằng xa trong khi xung quanh là một khoảng đất trống lạnh lẽo đầy những góc tối om và cả những tiếng động lạ đủ để làm cho những người đàn ông trong xóm trở nên ít nhiều bất an trở lại hôm đó gia đình tôi cúng ngoài sân gồm một cái ghế đầu không có lưng tựa trên ghế bày một cái mâm đầy giấy tiền một ít bánh tây một dĩa gạo muối nhỏ ai ở trong nam ở vùng quê hẳn còn nhớ cái cảnh hết sức quen thuộc này hôm đó trăng sáng mờ mờ cúng ngoài sân mà sân nhà tôi lúc đó thì khá rộng khoảng cách từ mâm cúng đến nhà tôi khoảng hơn chục bước chân. Đèn thì yếu mà lại leo lét. ánh sáng từ trong nhà hắt ra không đủ để soi hết cái sân nhà. Hôm đó, người lớn vào trong nhà làm công việc. Tôi và chị hai được giao nhiệm vụ canh chừng. Cho đến khi nhang tàn thì đốt giấy tiền rồi dọn dẹp. Sau đó chén dĩa bánh tây. Không nhớ vì lý do gì. Khi nhang gần tàn thì chị hai vào nhà. Để một thằng bé con là tôi một mình ngoài khoảng sân tối om trong khi trăng thì mờ mờ với bạn cứ tưởng tượng một thằng bé khoảng 5 tuổi mặt tròn bụng bự ở trần mặc cái quần đùi chấm bi ở một mình ngoài cái sân rộng thì hình dung được tình hình nó thế nào rồi trong khi xung quanh nhà toàn đất trống mà hồi đó có biết sợ cái gì đâu tôi vẫn vui vẻ chắp tay sau lưng đi đi lại lại quanh mâm cúng như người lớn vậy lúc nhang gần tàn chỉ còn một khúc nhỏ nữa là hết Sốt ruột quá Tôi bất giác ngắm trời ngắm đất cho mau hết thời gian Đang nhìn quanh quất thì Trời Phía mảnh đất trống Ngay góc cả tư Có một cái gòn rất to Trụi lá chỉ còn trơ cảnh Có một người mặc áo trắng Đang ngồi vắt vẻo trên tầng cây cao nhất Mà quan trọng Người đó ngồi gần ngọn của một cành cây Vị trí đúng ra đã gãy rồi Nếu có một người lớn ngồi lên cây gòn đó to Cao bằng cả một cái trụ điện bây giờ Mà lúc đó đã quá khuya Không ai leo lên cây gòn lớn như thế Và vẫn đêm hôm cả Tôi còn nhớ rõ cái dáng ấy Không nhìn rõ mặt Nhưng trên người là một màu trắng tinh Chỉ có phần đầu là hơi đen đen Nhìn không rõ Nó ngồi tư thế trồm hỗn Vắt vẻo gần đỉnh cây gòn Tư thế có vẻ đang rất buồn bã Tôi lúc đó nào có biết chuyện gì về ma cỏ đâu Hoặc có lẽ từng nghe nhưng mà chẳng bận tâm nhưng hôm đó lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảm xúc lẫn lộn chưa biết rõ tại sao cái người đó đêm hôm lại trèo tuốt lên ngọn cây làm gì tại sao mặc toàn bộ đồ trắng và làm thế nào mà khuyêu khắt như vậy lại leo được lên cái cây to như thế và quan trọng hơn mới vài giây trước khi nhìn lướt xung quanh tôi lại chưa hề thấy ai đó đang leo trên cây đứng hình hết mười giây tôi lấy hết can đảm vụt chạy vào nhà chị hai chị hai ơi ra đi mau đi mãi lúc sau một người cô của tôi là cô bảy mới ra tôi nắm tay líu ríu dẫn ra ngoài sân chỉ tay về cây gòn lớn phía bên kia bãi đất rồi tíu tít bảy ơi có người trên cây gòn kìa mặc một bộ đồ trắng nữa nó ngồi trùm hỗn trên cây con kia Đâu Cô có thấy ai đâu Bảy trả lời gọn lỏn Tôi chưng hửng Cố một mắt ra nhìn về phía đó Cây còn to Ba tầng nhánh trơ trụi Hoàn toàn bình thường dưới ánh trăng mờ Không hề có bất cứ thứ gì khác Thôi dọn dẹp đi Nhang tàn lâu rồi kia kìa Mà không đốt giấy tiền Nhờ có nhiêu đó thôi mà cũng không xong Đây dĩa bánh đây Mày hoa mắt rồi đấy Cô bảy quả quyết Tôi ấm mức lắm Rõ ràng tôi thấy mồm một, một mà Nhưng giờ biết làm sao được Miệng nhai bánh Sợ thì sợ Mà ăn thì vẫn ăn chứ Vừa đi vào nhà vừa chăm chăm nhìn về phía cây gòn Nó vẫn bình thường Vẫn chơi trọi như mọi lần Sau lưng tôi chỉ còn tiếng dế kêu Và chút hơi lạnh lạnh Từ cái lưng trần lấm tấm mồ hôi Lại qua một thời gian nữa Lúc này tôi học lớp 1 hay lớp 2 gì đấy Tức là tình hình vẫn y như cũ Nhà tôi vẫn thưa thớt Đèn vẫn leo lét Và lúc này tôi vẫn tương đối ngây thơ Đã hơi quên quên cái bạn kia Mặc nguyên bộ đồ trắng leo trên cây gòn rồi Nhà tôi khá nhỏ Người thì đông Một bà nội, một ông chú út Ba bà cô và tôi Lúc này thì ba mẹ tôi ly dị Chị hai và anh ba bỏ theo mẹ rồi Nhà nhỏ chia làm hai phần một phần coi như phòng khách Sau cái vách ngăn là cái buồng ngủ Còn một gian nhà nữa nhưng mà không liên quan Nên tôi không tả Do thời đó nghèo đói Điện hiếm hay đắt gì đó Và cả ngôi nhà được soi bằng một cái bóng đèn tròn Thành ra cái buồng sau vách ngăn Thì hơi tối Nếu không muốn nói là nó cứ mờ mờ Và mọi chuyện cũng vì cái mờ mờ đó mà ra Đêm đó cũng hơi khuya rồi Cả gia đình đang quây quần bên chiếc tivi đen trắng huyền thoại Cái tivi được đặt sắp vách Ngay cửa buồng Tôi thì ngồi sát bên cái tivi Còn mấy người khác trong gia đình thì ngồi xa xa Sát cái vách đối diện Tóm lại là tôi ngồi ngay cửa buồng Có thể quay qua nhìn vào buồng trong một giây Còn những người kia thì không Cô bảy tôi vừa tắm xong Đang đứng xoay gương chảy đầu trong buồng Đang coi tivi vui vẻ Thì xoảng một tiếng các bạn có bao giờ nghe thấy ai sợ đến người tái xanh cả chưa đó là lần đầu tiên và duy nhất mà tôi từng thấy cô bảy tôi cả người tái xanh đang luống cuống nửa muốn chạy nửa muốn nhảy lên trong nam gọi là quyến giỏ tóm lại vừa chạy vừa nhảy hay chạy kiểu nhón gót của một người quá sợ muốn mau chóng thoát khỏi cái gì đó cái gì vậy diệp đó là tên cô bảy tôi cái gì thế cả nhà thấy cảnh đó thì nhao nhao lên vì biết có chuyện không ổn rồi Ôi trời ơi Cái đầu Cái đầu Ở trong buồng có cái đầu Nó đang lăn vào trong gầm giường cái kia Cả gia đình ao ao xông vào Người cầm chổi Kẻ cầm ghế Bao vây cái giường trong buồng Mọi người tìm được cây xào Khều một cái Thức tối Dưới gầm giường Quyết lôi bằng được cái thứ Ở trong kia ra Con Con đang cầm gương chảy đầu Tự nhiên quay lại Thì thấy Một cái nó lăn Từ dưới gầm giường ra Ôi trời ơi nó đen xì, tập rối bù, còn trước mắt mấy cái nữa. Nhìn ra cô bảy tôi lúc này, cả nhà nghe qua thì thấy vô lý, nhưng không tin thì cũng khó. Cả người cô mặt tái xanh, run lên mở bật, thở hồn hề một cách khó khăn. Tôi chưa bao giờ thấy ai sợ đến mức đó trong đời. Với bạn có hình dung được không? Và riêng tôi thì tin, tin hoàn toàn cô bảy. Lý do rất đơn giản. Lúc nghe tiếng xoảng của cái gương bể Tôi bất giác quay đầu sang phía cửa buồng Nhìn vào trong buồng như một phản xạ Và các bạn biết tôi đã thấy gì không Đó là một cái đầu đen xì Tóc hơi dài Dối bù như cô tôi miêu tả Và ác một nỗi Nó đang lăn vào trong gầm giường Nơi nó chui ra ban nãy Nó lăn không nhanh cũng không chậm Cỡ 4 năm vòng là mất hút dưới gầm giường tôi om rồi Một điều rung rợn nữa Chính mắt tôi thấy nó vừa lăn vừa nảy lên vài cái Thế này nhé Nếu là một trái banh nằm ở trong Nó sẽ lan rất đều và hình thù tròn trịa Còn ở đây nó là một cái đầu Tôi nhớ rất rõ Nó đẩy lên nhẹ nhẹ vài lần Và sau đó khi đã lớn và rảnh rỗi nhớ lại Tôi đã hiểu lý do Nó vừa lăn vừa nảy lên Là bị vướng cái sống mũi Có nghĩa là không có gì nhầm lẫn ở đây cả Đó thực sự là một cái đầu Sau hơn một giờ lục lọi chán chê dưới gầm giường Và ba giờ tra hỏi Cả gia đình tạm kết luận là cô tôi hoa mắt Nhưng có hai người câm lặng một cách bất lực Vì không biết chứng minh Dù tận mắt trông thấy Đó là cô Bảy và tôi Chuyện này kết thúc giai đoạn tuổi thơ của tôi Vì những chuyện sau Vô cùng rùng rợn và khó tin Lại xảy ra vào khi tôi lớn Cả nhà tôi lúc đó vẫn chối đầy đầy Chứ cô Bảy giờ đây đã sợ ma có tiếng rồi Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra Cả gia đình tôi đã tin vào ma quỷ Dù ngoài miệng thì luôn chối mà hình như đa số người lớn đều cố chối dù rất tin. Tôi xin được tiếp tục câu chuyện và tôi cam đoan đây là lúc cao trào đấy. Kể từ cái vụ cái đầu người dưới gầm giường, đã lâu rồi gia đình tôi không gặp chuyện kỳ lạ nữa. Thấm thoát đã gần 10 năm trôi qua. Tôi năm đó đã học cấp 3, một trường chuyên ở tỉnh. Gia đình thì ở thôn, trường tuốt ngoài tỉnh phải đạp xe đi học ngày hai buổi tuốt ngoài thị xã Đến lúc đầu tôi không quan tâm lắm đến những dấu hiệu một phần cũng vì gia đình tôi vốn sĩ diện và không có tin vào chuyện ma quỷ lần đầu tiên tôi nhận ra điều bất thường là một buổi trưa chủ nhật mưa lớn lắm mưa lớn rồi nhỏ dần nhưng mà dai dẳng nhà tôi thì ngay góc ngã tư hôm đó tôi đang ngồi đọc sách ngoài mái hiên thì một thằng bạn trong xóm chạy xe đạp tách cách dầm mưa đi mua hàng bỗng nhiên xoẹt đùng một tiếng lần đầu tiên tôi tự mắt trông thấy một tia sét tia sáng lòa làm lóa mắt tôi vài giây sẽ đánh sực ngang thằng bạn tôi chỉ cần lệch vài mét nữa thôi là cái thằng bạn quý hóa của tôi đã về chầu ông bà rồi mặt cu cậu cắt con còn thuộc máu ngơ ngác vài giây rồi ba chân muốn cả u tay chạy cả con xóm náo như thẳng lên vì theo nhân gian sẽ đánh như thế là có điều bất thường tao đi coi bói thầy bảo là hôm đó có bầy quỷ bay ngang qua này gia đình mày cẩn thận nhá ông thầy này nói có quỷ trong xóm mình đấy đó là những câu nói mà tôi nhớ nhất trong vô số những câu nhảm nhí mà tôi hay nghe về chủ đề bói toán nhưng đau lòng là lần này không biết có phải ăn may hay không vì câu này nó hoàn toàn chính xác Một điều đau lòng nữa Con quỷ đó đã chọn cây mít trong sân nhà tôi Làm nơi trú ngụ Vài ngày sau Những lúc ăn vội chén cơm buổi trưa Để chuẩn bị đạp xe lên thị xã học Tôi thường nghe lỏm được gia đình chuyện trò với nhau Tôi nghe nói Bà Hương bà thấy Một bóng đen hình người nó hay đứng dưới cái mít nhà mình đấy bà son bà còn thề nữa là ban đêm ấy bà ấy thấy có một bóng người đen gì ngồi trên cái mít chắc chắn là không nhầm lẫn được vì cái tán cây vào ban đêm đó nó có hình tròn còn ở đây rõ ràng là có một bóng người đang ngồi trên đấy dù đã từng gặp một lần hiện tượng như thế nhưng mà lúc đầu tôi không tin lắm tôi lúc đó vẫn còn an ủi mình rằng có lẽ lúc nhỏ mình hoa mắt chăng nhưng rồi những dấu hiệu lạ Những chuyện tai ương bất thường Đã buộc tôi phải chú ý Cần như ngay sau hôm xét đánh Cứ khoảng 6 giờ tối trở đi quãng đường trước nhà tôi luôn luôn có đụng xe Đến mức cứ đi học về Tôi đã quen với việc Thấy đám đông làng trên xóm dưới Tụ tập trước cửa nhà mình Ở giữa là vài chiếc xe nắp bét Vài vũng máu và một chiếc vỏ xe đang cháy rừng rực để cảnh sát giao thông dễ tìm đến hiện trường. Điều kỳ lạ là đụng xe gần như liên tục như vậy, hầu như ngày nào cũng có, mà vị trí luôn luôn là trước cửa nhà tôi. Tai nạn nhiều lắm, lý do thì đủ cả. Tính ra cũng cả chục người bị thương nặng, hai người tàn phế, trong đó có một người đứt lìa lưỡi, thậm chí vài người mất mạng. Sau khi tôi nhầm tính lại Đường nhà tôi thì tối Lúc đó chưa có đèn đường nhưng thiếu gì đoạn khác còn tối hơn Đoạn đường nhà tôi cũng không hề quanh co Trong khi chỉ cách đó một ngã tư Một đoạn khác, đoạn cạo từ hướng Nghĩa Trang ra thậm chí còn tối và khó cạo hơn nhiều Thế thì tại sao tai nạn luôn trước cửa nhà tôi? Tại sao lại luôn là tầm giờ đó? Tai nạn ngày càng nhiều Đến mức cảnh sát giao thông đã quay mặt Cứ tầm 6 giờ tối Là in rằng họ chờ sẵn có người gọi đến Họ kể lại như vậy Mấy bà cô rỗi hơi trong xóm thì không nói làm gì Nhưng có một hôm Chính miệng một anh cảnh sát giao thông Đã vắt cáu mà nói Cái khu này nó mà ám hay sao Mà tai nạn hoài vậy Giết rồi tụi tôi cứ nghe có tai nạn ấy Là biết ngay khu này Trong xóm tôi bất an ghê lắm Và càng ngày người ta càng tin rằng Do cái bóng đen trên cái mít kia gây ra Vì trước đây cả xóm rất yên bình Đến mức vài người trong xóm Có phải mò sang xóm khác hóng chuyện tai nạn Cho đỡ nhảm chán Xóm tôi sau đó ra thiết quân luật Cho bọn trẻ trong xóm Ban đêm từ 6 giờ chiều Thì cấm tiệt ra ngoài dù bất cứ lý do gì Phạm vi áp dụng cho trẻ độ tuổi Từ học cấp 2 trở xuống Thậm chí vài người lớn tuổi cũng ngại đi ngang qua nhà tôi vào ban đêm Và nếu qua đi ngang y như rằng hôm sau sẽ có thêm một câu chuyện với chủ đề Cái bóng người trên cái mic kia Thực ra là ai nhỉ Rồi đến một ngày Cũng lại mưa lâm dâm tôi cọc gạch đạp xe về nhà chém vợ bữa trưa để tiếp tục lên đường đạp cần tới nhà thì thấy một cột khói bốc lên phía nhà mình không lẽ cháy nhà nhưng may là nhà tôi không cháy cây mít nơi con quỷ trú ngụ kia nó bị cháy khói vẫn bốc lên ngọn cây đã gãy rồi vị trí nhánh cây nên người ta đồn nhau thấy bóng đen ngồi trên đó rõ mồm một thì giờ đã cháy khét lẹt gia đình tôi kể lại là mưa không lớn lắm Thậm chí không thấy sấm chớp gì Vậy mà một tia sét sáng choang Bất ngờ nện thẳng vào cái cành cây mít Làm cả xóm ai nấy dựng tóc cái Cây mít bị đánh tét cả ngọn Nhánh cây to nhất cãy lìa ra Ngọn cây bốc cháy dữ dội Cầm một giờ đồng hồ thì mới hết cả xóm bàn tán xôn xao đến tận khi tôi về thì mới tạm giải tán ai cũng cho rằng từ nay khỏe thân rồi nó đã bị thiên lôi đánh chết nhưng tất cả đã vui mừng quá sớm những vụ tai nạn như một phép lạ sau ngày đó đã hoàn toàn chấm dứt nhưng điều đó mới chỉ là sự bắt đầu bất nơi trú ngụ con quỷ đã thực sự lộ diện mà nơi đó không đâu khác lại chính là ngôi nhà của tôi nó đã chọn nhà tôi làm nơi trú ngụ mới Nếu như lúc trước Khi nghe ai đó nói sợ ma Tôi nghĩ ngay Nếu nó chỉ đứng đó dọa mình Mình không sợ là được Còn nếu nó nhào tới bóc cổ mình Thì nắm đấm này sẽ khiến nó trả giá Vâng Chính tôi cũng từng nghĩ như thế đấy Và đó là lý do Mà tôi đã thử với con quỷ thành tinh trong nhà tôi Phải nói là Rất cảm giác gì về này nọ Dĩ nhiên kết quả là phần thua tục về tôi các bạn ạ Nhưng tôi tôi vẫn tự hào rằng Có lẽ tôi là một số ít người làm được việc đấy là cố chia tay đôi với một con quỷ Câu chuyện bắt đầu sau 2 ngày kể từ ngày cây mít bị đánh chết Xóm tôi đã yên bình trở lại Không còn chứng kiến cảnh tai nạn nữa Nhưng mà gia đình tôi thì không Kể thêm một chút về ngôi nhà tôi lúc này Một ngôi nhà chính chia ra làm hai Một nửa là nhà trên tức là nhà khách Một nửa là buồng ngủ Bà nội tôi và cô Bảy ngủ trong đây Ngay sau đó chính là gian nhà sau Không lót gạch mà chỉ có nền đất xung quanh nhà có hàng rào được trồng bằng đủ thứ cây rậm rạp hàng rào phía trước là hàng cây dâm bụt hàng rào bên hông là một bụi trúc cực lớn ban ngày thì mát ban đêm cực kỳ âm u sau hai gian nhà là sân sau cũng toàn là trúc một cây xoài mút cực lớn và sân sau thì luôn tối om kể cả khi sáng trăng tôi ngủ một mình trên gian nhà khách có cửa chính hai cửa sổ nhỏ hai bên và bên hông nhà phía bụi trúc là một cửa sổ nhỏ nữa. Con quỷ kia thỉnh thoảng hay đứng nhòm vào qua ô cửa này. Câu chuyện bắt đầu vào cái đêm hôm đó. Một đêm đã khuya, đang mê man ngủ trên chiếc ghế bố hẹp, tôi bỗng nghe có tiếng bước chân cực kỳ rõ, rõ mồm một. Đó không phải là tiếng lột cột trên gác như những câu chuyện ma đầy dễ trên mạng. Đó rõ ràng là tiếng bước chân người. Những tiếng lẹt xẹt, lẹt xẹt cứ lặp lại đều đặn tôi không biết diễn tả ra sao cho các bạn hình dung được nhưng đó rõ ràng là từ bước chân người đang bước một cách đều đặn ai vậy nhỉ tôi tự hỏi và mở mắt cố nhìn quanh căn phòng sáng mờ mờ đèn đã tắt hết rồi nhưng bóng đèn cà na đỏ ở trên bàn thờ thì vẫn để tuy sáng yếu ớt nhưng dư sức nhìn rõ người nào đang qua lại và dĩ nhiên tôi chẳng thấy ai cả vấn đề ở chỗ từ bước chân đang bước đến trước mặt tôi ngay từ bước chân dừng lại là biết nó cách tôi chỉ khoảng một sải tay thôi Dĩ nhiên tôi ngơ ngác trước cảnh đó Tiếng lật xoẹt dừng ngay trước mặt tôi Trong khi cặp mắt đang mở tao láo của tôi Hoàn toàn không thấy gì Hoang mang Lần đầu tiên tôi gặp chuyện kỳ quái này Năm đó tôi khoảng 15-16 tuổi Vẫn còn hơi nhát Tôi nằm im, cố nhắm mắt Rồi biết cái thứ đó đã dừng ngay trước mặt tôi Và có lẽ nó đang nhìn tôi chầm chằm Khoảng 5 phút sau Tiếng lật xoẹt lại đi Nói thật, ngay rõ đến mức mà các bạn cứ tưởng tượng Và ban ngày, có người đứng nhìn bạn Rồi quay đi thì tiếng bước chân của nó cũng xoay như vậy Tiếng loẹt xoẹt đi dần về phía buồng Nhưng mà không dừng lại Và sau đó lại vang lên những tiếng thình thịch Đều đặn của một người đang bước xuống nền đất Vấn đề ở chỗ Từ nhà chính ra ra nhà sau Bắt buộc phải mở một cái cửa phụ bằng sắt Từ gái chốt rất cẩn thận Vậy mà tôi chỉ nghe có tiếng xoẹt xoẹt đi trên gạch thôi Và tiếng thình thịch đi trên nền đất Tuyệt không có bất cứ tiếng kéo kẹt nào cho thấy là quai đó mở cửa phụ. chắc vì bạn cũng hiểu lý do rồi phải không? nó đi xuyên tường. sự việc diễn ra gần như liên tục, ngày nào cũng có. những ngày đầu gia đình tôi kiên quyết chối bỏ vì nếu làng xóm mà biết nhà tôi có ma, gia đình sẽ chịu nhiều điều tiếng không hay. nhưng tôi biết chân quá rõ, rõ như nhìn thấy người đi vào ăn ngày vậy mà lại tuyệt nhiên không thấy ai, khiến gia đình tôi vô cùng tức tối. Cả nhà họp nhau lại cả chục bận Cha khảo nhau xem ai lén đi ban đêm Hay là có ai bị mộng du Và cuối cùng cũng như tôi Không cách nào giải thích nổi Tại sao tôi bước chân đi liền từ trong nhà chính Ra nhà sau Mà không hề nghe có tiếng mở cửa phụ Rồi một ngày nọ Khi nghe tôi kể hành động nằm im nghe ngóng của tôi Cô năm tôi buộc miệng nói Mày đúng là cái thằng nhắt cái Sau này ấy, gặp ma quỷ Khéo núp sau lưng vợ cũng chính vì câu nói này mà tôi suy nghĩ rất nhiều một thằng đàn ông mà mang tiếng hèn như thế thì sống ra làm sao thà chết chứ nhất quyết tôi không làm một thằng hèn tôi quyết định hôm nay sẽ cạch tay đôi với nó một trận có chết thì cũng phải thử một lần cho biết từ nhỏ đến lớn nghe chuyện ma tôi toàn nghe nhiều là ngất xỉu bỏ chạy chứ chưa thấy ai nhào đến con ma bao giờ tôi đã quyết sẽ cho cô năm thấy tôi là một người đàn ông can đảm trong gia đình chú tôi đi thành phố học rồi Vâng, rất can đảm Và cũng là một sai lầm khủng khiếp của tôi Những chuyện ma tôi nghe kể hay đọc được ở đâu đó Thì thường lặp lại một mô típ thế này Lúc lục đục hay từ bước chân trên gác Trên tầng 3, tầng 4 Sau khi khổ chủ mò lên Thì lập tức chúng chấm dứt Nhưng khi va chạm trực tiếp với con ma trong nhà Tôi nhận ra tôi bất hạnh biết bao Ngày nào cũng thế Cứ tầm 23 giờ đến 3 giờ sáng Y như rằng cả gia đình tôi Phải nghe một âm thanh quen thuộc Tiếng bước chân người Cực kỳ rõ Không lầm lẫn bất kỳ công vật nào khác được Nó luôn đi theo một hướng quen thuộc Từ gian nhà trên Cụ thể hơn là phía cửa sổ có bụi trúc lớn Dừng lại chỗ tôi đang ngủ một chút Sau đó tiếp tục bước chân đều đặn Rõ mồm một ra sau buồng Rồi tiếng bước chân thay đổi Khi nó đi từ nhà ngạch ra cái nền đất của nhà sau và hoàn toàn không nghe tiếng mở cửa phụ Có khi một đêm nó đi như vậy 2 đến 3 lần Lần đầu vào khoảng 0 giờ Lát sau là khoảng 1-2 giờ sáng Lại nghe có tiếng bước chân như thế Cả nhà ai cũng nghe thấy Và luôn luôn là lộ trình mà tôi đã nói ở trên Tiếng thình thịch cứ nhỏ dần Và mất hút trong khoảng không tối om ở cái sân sau Về phần tôi Ngay sau khi cái hôm mà nghe cô Năm gẹo gan Tôi tức tối lắm chuẩn bị tinh thần mặt đối mặt với nó một phen nhưng đúng hôm đó lại là một đêm hiếm moi nó không xuất hiện quảng công tôi đã thu hết can đảm của một đứa bé mới lớn nhưng nó không bắt tôi đợi lâu ngày đêm hôm sau nó đã xuất hiện lúc đó tầm khoảng 23 giờ nhưng mà tha thứ cho tôi lần đó không hiểu sao tôi lạnh dò đắp chăn kín mình cho đến khi nó đi hết quãng đường quen thuộc nghĩa là đi ra sau nhà nó còn vòng lên thăm tôi vài lần nữa từ bước chân lạch xoẹt dừng ngay sát cái ghế bố tôi nằm tôi im lặng tầm 20 phút trước khi từng bước chân cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất ở sân sau tôi thực sự là một thằng hèn sao cả đời tôi phải nhờ những người can đảm hơn che chở tôi có còn là đàn ông không tôi thở dài chăn trọc không ngủ được vì hành vi hèn nhát của mình suy nghĩ liên tục đến gần một giờ sáng thì lần này căn đảm người đàn ông trong tôi đã trở lại dù tim vẫn đập hết sức nhanh cái hoàn cảnh kỳ lạ này tôi chưa từng nghe trong những câu chuyện ma từ nhỏ đến lớn và đúng hơn tôi chưa thấy có ma nào bạo dạn như thế tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện đúng là từ phía cái cửa sổ có bụi trúc không lẫn đâu được tiếng loẹt xoẹt cứ to dần to dần từ phía cửa sổ đến thẳng vị trí của tôi và lại dừng lại ngay bên cạnh tôi tiếng bước chân im hẳn Ok, chết thì chết Ta muốn chạm vào ma một lần cho biết Tôi thầm nghĩ Không để bản thân suy nghĩ lâu Đâm ra do dự Tôi cố hít một hơi Rồi mở to mắt tung cái chân ra thật mạnh Cái màn cũng bị tôi vén ra một bên Mạnh đến mức Một góc màn bị giật đứt đi Trước mắt tôi cái vật không có gì Dù bầu không khí vô cùng căng thẳng Ngọn đèn cà na leo lét chiếu sáng cái trang thầy Là một loại bàn thờ đạo cao đài Ở Tây Ninh đa số theo đạo này một bàn thờ cửu huyền thất tổ một bàn thờ ông nội và một bàn thờ ông địa ông thần tài hoàn toàn chẳng có cái gì cả hay nó đi rồi không không hề sau khi tôi đứng nhìn quanh quất cố nhìn rõ mặt tay nắm chặt sẵn sàng tung cú đấm thật mạnh nếu bất kỳ cái răng nanh nào lú ra nhưng thực sự tôi chẳng thể nhìn thấy nó tôi đứng ngơ ngác tầm 3 phút thì bất ngờ lẹt xoẹt tôi bước chân bắt đầu quay đi theo hướng cũ đi về phía cái buồng ngủ các bạn có hình dung được không tiếng bước chân bắt đầu bước đi ngay sát bên cạnh tôi có nghĩa tôi đang đứng ngay cạnh nó vẫn cái tiếng lẹt xẹt quen thuộc ấy rất to nó bước đều đặn mặc dù trước mặt tôi mấy cái bàn thờ vẫn sáng trưng mấy cái nhang gia đình tôi đốt trước khi đi ngủ thì vẫn cháy rang giờ tôi sững người quá bất ngờ trường hợp này tôi chưa từng nghe qua từ nhỏ đến lớn tiếng động không ở đâu xa xôi mà ngay bên cạnh tôi ngay sát bên tiếng bước chân người rõ mồm một không phải tiếng lục đục lục cục trên gác mà là ngay sát bên cạnh lỡ rồi thì tôi đành thử xem sao thế là tôi đi theo tôi không chạy tự nhiên quên cả sợ tôi đi dạo với nó các bạn ạ tiếng loẹt xẹt đi đến đâu tôi đi theo đến đó nó vào buồng tôi cũng theo tuyệt nhiên không nhìn rõ nó kể cả một cái gì đó có hình dáng người cũng không có giống như nó trong suốt tàng hình vậy cuối cùng nó đi về phía cửa phụ tôi ngơ ngác không thể hiểu nổi các bạn hiểu cho hoàn cảnh lúc đó tôi đi ngay sau tiếng bước chân tức là ngay sau nó thậm chí sắp bên nó tôi lại không thấy nó nhưng vẫn thấy rõ cái cửa phụ dù hơi mờ mờ và cuối cùng tiếng lòe xoẹt đi trên nền gạch đã chuyển sang thành tiếng thình tịch đi trên đất ở gian nhà xong ngay trước mặt tôi trong khi tôi thì thành bất lực vì cánh cửa phụ vẫn im lìm trước mặt cái then vẫn còn nguyên Tôi đứng hình vài giây Rồi không nghĩ nữa Tôi rút cái then Cái két Mở vội cái cửa phụ ra Nhào ra ra nhà sau Nhưng mà đã quá muộn Tiếng thì thịt vẫn rất rõ Nhưng nhỏ dần Nhỏ dần về phía cái sân sau tối om Phía cây xoài cổ thụ Sau đó thì hoàn toàn im lặng Chỉ còn một màn đêm đậm đặc Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì Và vài tiếng sẽ kêu nho nhỏ Tôi đứng im đầu trống rỗng Không sợ, không suy nghĩ được gì Tôi hoàn toàn tỉnh táo nhưng bất được hoàn toàn vì cực kỳ tin vào tai và mắt của mình một trăm phần trăm nhưng không thể hiểu nổi nếu ma chỉ có như thế thì có cái gì đáng sợ đâu tôi thầm nghĩ khi trở lại ghế bố nếu ngày mai nó trở lại mình sẽ thử một lần nữa tôi nghĩ hôm sau cũng chỉ đến thế mà thôi nhưng mà không hôm sau nó cho tôi nếm mùi các bạn ạ sáng ngày hôm sau cả nhà tôi vẫn ủ rũ như mọi hôm phần vì không ngủ được vì tới bước chân đi liên tục cần cả đêm phần vì những tiếng dị nghị của hàng xóm riêng tôi tự nhiên thấy tự tin hơn hẳn hoặc là cảm thấy sang chảnh vì sự can đảm của mình tối hôm qua tự hỏi xem có bao nhiêu người ngay tới bước chân tiếng động lạ thậm chí biết là nó mà dám đi dạo song song với nó như tôi không tôi lúc đó nghĩ như thế đấy đúng là ngựa non hào đá lúc này xóm tôi vẫn tối tăm nhưng cũng có đèn điện và nhà cửa bất thưa thớt rồi nhưng trong xóm nhà nào cũng đi ngủ sớm Có nhà hàng xóm gần nhà tôi Cụ thể là cách nhà tôi cái sân sau Ngày nào cũng sang than phiền rằng Đêm hôm nhà chị sao cứ có ai đi lại thỉnh thịch giữa đêm khuya thế Mà nói thế thôi Chứ tôi biết thừa cái bà này cố sang để hóng chuyện Cả bà ấy và nhà tôi ai cũng thừa hiểu Cái giống gì bước đi ào ào Và lúc không giờ đến 3 giờ sáng Nhưng một bên thì chối đây đẩy Còn bên kia thì mong ước sao cho nhà tôi tự thú Nhà tôi cũng hỏi tôi nhiều Chủ yếu là hỏi tôi đêm hôm mở cửa sau làm gì Đêm hôm sao không ngủ Mà bước đi vòng vòng trong nhà chi vậy Họ cứ cố lờ tịt đi cái tiếng bước chân Còn lớn hơn cả tiếng bước chân của tôi Hôm đó trong nhà có hai tiếng bước chân Một của nó và một của tôi mà Tôi cũng đáp gọn lỏn là Đi đái, khỏi giải thích chi cho mệt Rồi tôi vênh mặt lên Và chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời như đêm hôm qua Đêm đến đồng hồ đã chỉ 23 giờ không bảo đảm với con ma này không phải lúc nào cũng đúng hẹn Cảm giác hơi khó tả Nửa tò mò, nửa sợ sợ, nửa nôn nao Không biết hôm nay thấy được mặt nó hay không Lúc đó tôi hoàn toàn không ngờ được hậu quả Đang thêm giấc ngủ Lúc đó chắc đã khuya lắm rồi Đột nhiên từ phía cửa sổ nhỏ Ở phía bụi trúc âm mưu Tiếng lạch xoẹt lại bắt đầu À, bạn Hiền lại đến đi dạo với tôi đây Nghĩ thế tôi vừa định tung chăn ngồi dậy như hôm qua thì tiếng lạch xoẹt bỗng dưng im lặng Khác hẳn với mọi khi Nó chỉ im lặng mà đến thật sát cái cây bố tôi đang nằm Lần này mới bước vài bước Nó đã im hẳn rồi Kiểu như vẫn còn sát cái cửa sổ gần bụi trúc Là nó dừng lại Tôi định nhổm dậy xem có chuyện gì Toàn thân tôi bỗng dưng bất động Cảm giác nó kỳ lắm các bạn ạ à. Các bạn vẫn sống, vẫn thở bình thường Mắt vẫn nhìn quanh quất được Nhưng tuyệt nhiên cơ thể tôi lúc đó Không thể cử động dù chỉ một ngón tay Lúc đó tôi đang nằm ở trên ghế bố Hai tay duỗi hai bên hông Cái mền đắp ngang bụng Tôi định làm một cử chỉ thật đơn giản là ngồi dậy Thậm chí chỉ nhúc nhích ngón tay Mà cũng không được Thế là sao Trước giờ tôi có bị như vậy bao giờ đâu Thứ duy nhất còn cử động được trên người tôi Là phần đầu Tôi cố cổng hết sức Tôi không cử động được Nhưng nhờ chút ánh sáng yếu ớt lọt vào trong phòng Tôi thấy cơ ngực mình rắn lại Quần cuộn cái cổ thì nổi gân nổi quốc Mái tóc thì ướt đẫm mồ hôi Phần đầu tôi đã nhích lên được một chút Và chỉ được một chút đó thôi là hết rồi Có nghĩa cái đầu tôi chỉ nhích lên được 1-2cm Dù tôi đã cố hết sức Tôi ngã xuống ghế bố như cũ Không cố cổng nữa Thở một cái đã Vừa thở hồn hển vừa nhìn xuống phần thân mình Vẫn hoàn toàn bình thường Các ngón tay vẫn duỗi thẳng sang hai bên hông rồi lúc này tôi đang cố gắng nhúc nhích mấy cái ngón tay Nhưng hoàn toàn vô ích Tôi vừa thở như trâu Và ngay sau đó cố gắng ngồi dậy một lần nữa Tôi tự động viên mình trong đầu như thế Và kết quả thì vẫn như cũ Cả thân dưới từ ngực trở xuống Hoàn toàn bất động Rồi mồ hôi vã ra như tắm Tôi vẫn nằm nguyên tư thế cũ Trên người lấm tấm mồ hôi Sau khi tôi cố gắng hết sức Đến 4 năm lần Trước khi bố bắt đầu bốc mùi ngay ngái Do tấm quá nhiều mồ hôi Tôi nghỉ một chút, thở như trâu Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra Tôi từng nghe người ta bị ma đè Lúc thì tức ngực khó thở Lúc thì ngất xỉu còn tôi sao tôi lại tỉnh rụi như vậy Vẫn hoàn toàn tỉnh táo Vẫn thở đều đặn Trừ khi cố cổng hết sức để ngồi dậy mà không được Thế thì có phải tôi đang bị ma đè không Một điều kỳ lạ nữa Bình thường khi tôi cố gắng gồng tay Hay cố gắng hết sức cầm cái gì liên quan đến cơ bắp Thế nào trong miệng tôi cũng có vài âm thanh ư ử phát ra Thế mà hôm nay tôi cố gồng đến vã mồ hôi Mà tuyệt nhiên không phát ra được tiếng động nào Tôi bắt đầu thấy hơi sợ sợ Đang thở hồn hển, Tranh thủ nhìn quanh cốc một tí thì hỡi ôi phía cửa sổ tối tăm nên nhìn ra phía bụi trúc có một cảm giác bất an phát ra từ phía đó cái cửa sổ trông ra ngoài sân thì không có gì nhưng trong góc tối sát đó có một cái hình thù màu đen to tướng đang đứng thù lu một đống tôi không nhìn rõ mặt được vì ánh sáng chủ yếu nhờ ánh trăng lọt vào rất yếu nhưng tôi khẳng định là một cái bóng đen khá lớn hình người đang đứng trong góc tối đó lúc đầu tôi cố lờ đi nhìn những bức tường khác xung quanh nếu tập trung tôi có thể nhìn rõ đó là một bức vách bình thường. Nhưng riêng cái góc đó, tôi vẫn nhìn rõ phần vách trừ một khoảng tối rõ ràng là hình dáng con người. Thấy Đức đầu và thân, nhưng không rõ mặt và chân tay. Các bạn cứ tưởng tượng, hình thù gần giống như cái bóng của một bức tượng đang tạc dở dang cái đầu và thân vậy, chưa tạc được tay chân rõ ràng. Thôi bỏ mẹ rồi! Nhưng lúc này tôi nghĩ rằng nếu kêu cứu lên thì nhục lắm. Thôi cứ cố mà kêu, Hôm qua dám đi theo nó cũng can đảm lắm rồi Tôi tự nhủ như thế Phần đầu vào cổ tôi vẫn di chuyển được Tôi cố hết sức mà quay đầu lướt qua cái bóng đằng kia Hướng đầu về phía buồng ngủ Nơi bà nội và cô bảy đang nằm trong đó Thế nhưng tôi xoay đầu được Nhìn được Thậm chí tôi thề là tôi đã mở miệng ra rõ ràng Thế mà tuyệt nhiên tôi không phát ra được một tiếng nào Dù miệng đã mở rộng ra Thậm chí tôi cảm nhận được cân cổ mình đang nổi lên Mạch máu ngay thái dương Thì nhịp đập phập phồng Tôi cố thử lần nữa cố hét thật lớn hét banh xóm ra cũng được nhưng hoàn toàn không phát ra được một âm thanh nào tôi nằm lại ghế tiếp tục thở tôi tự lẩm bẩm vài câu xem tại sao đột nhiên bị mất giọng miệng tôi mở ra nhép liên tục thậm chí tôi thấy khô môi nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra được chứ đừng nói là một câu hoàn chỉnh thôi xong rồi không ai cứu được mình nữa tôi hoang mang tôi hết can đảm nhìn về cái góc đó hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra được cái khối đen gì đó vẫn còn ở đấy lặng lẽ có cảm giác như nó đang nhìn tôi chằm chằm và dĩ nhiên hôm nay không có tiếng bước chân đi quanh nhà nữa tôi quyết định cố thử một lần nữa phần thân vẫn im re cân cổ nổi từng đoạn mồ hôi lại ướt cả tóc vài giọt thì chảy vào mắt mà cay xè mồ hôi ra quá nhiều có giọt chảy luôn vào cái miệng đang nghiến răng nghiến lợi mà vẫn sức nó mặn lắm tôi quyết không thua nó mỗi lần bật dậy như vậy không thành công tôi lại thở hồi nghề một lúc ngắn là lại tiếp tục bật dậy Tôi biết cơ thể không nghe lời mình nữa Giọng nói của tôi có lẽ bị cái bóng đen kia lấy mất Hoặc tôi đã bị mất giọng rồi Tóm lại tôi chỉ có một con đường Là cố hết sức mà bật dậy Dù có phải thức trắng đêm Để bật dậy như dân tập tạ Thì cũng phải bật Không ai có thể giúp tôi ngoài tôi được May thay đến lần thứ 8 Thì tôi bật dậy được các bạn ạ Điều đầu tiên tôi làm là bỏ qua mấy cái sĩ diện hão Vé mùng bật ngay công tắc đèn Căn phòng sáng choang Tôi yên tâm hẳn lên Nhìn lại mình thì lúc đó Ôi thôi, mồ hôi vã ra như tắm Từng ngón tay đã nhúc nhích được Tóc ướt đẫm mồ hôi Cả người tôi ướt như chuột Tôi thử gọi nhỏ tên mình ba lần Giọng tôi đã trở lại bình thường rồi Đáng lo là cái ghế bố tôi nằm Giờ ướt nhẹp Mùi sộc ra rất khó chịu Tôi tranh thủ đi vòng ra bên hông nhà Tức là phía bụi trúc Cố tìm cái bóng đen kia Nhưng vô ích Nó lại biến mất Quay trở lại nhà sau khi nghe có tiếng chửi bới yêu cầu tắt đèn Bà nội tôi rất ngạc nhiên Ôi trời Sao mát trời lại đêm hôm thế này Mà mồ hôi mày ra dữ như vậy hả con Tôi chỉ biết cười trừ Đặt lưng xuống giường Tôi hơi lo lắng khi nghĩ về ngày mai Rõ ràng con ma này không dễ tính như tôi tưởng Nhưng thôi đêm mai tính sau Cùng lắm tôi lại cố bật dậy như hôm nay Tuy hơi mệt một chút Nhưng mà tôi không sợ Sau cái đêm hôm đó tôi vẫn không hé răng với gia đình nửa lời Dù trong bụng rất nôn nao Muốn kể hết cho mọi người trong nhà nghe Nhưng tôi cũng hiểu rất khó để giải thích cho mọi người tin Cũng như hầu hết những người từng gặp ma thật sự Có một cái gì đó rất mơ hồ Rất khó nói trong câu chuyện của họ Phải gặp trực tiếp Hoặc những ai đã từng thực sự gặp Mới có thể hiểu được cái tâm trạng khó nói này Cứ vài ngày một tuần Tôi vẫn bị nó đè thường xuyên Có hôm nó không đè Vẫn đi lục lão khắp nhà còn tôi một đứa trầm tính nhưng lì lợm Vẫn tiếp tục theo chân nó khắp mọi ngóc ngách trong nhà Mỗi lần như thế Thì y như rằng tôi lại bị đè như hôm trước Vẫn bất động không nói được Và sau cả chục lần cố hết sức bình sinh bật dậy Tôi lại thở hồn hển Và nhìn lại tấm thân mồ hôi đang chảy ròng ròng Như người lao động nặng nhọc liên tục 8 tiếng vậy Nhìn lại bộ dạng tơi tả của mình Nhìn thật kỹ cái ghế bố ướt nhẹp Mồ hôi đã mốc mùi kinh khủng Tôi khẳng định 100% rằng Đó không phải là ác mộng có hôm tôi phải bật đúng 16 lần Mới ngồi dậy được Tôi đếm rất rõ vì đầu óc hoàn toàn tỉnh táo Khi đã quay với cảnh đó rồi Tôi cũng từ khỏi bật đèn Tiến thẳng đến cái góc đó có cái bóng đen kia Thì khi tiến gần cái sắp vách Và cái cửa sổ ấy Y như rằng nó lại biến mất khoảng cách mới lúc nãy Có bóng đen hình người rõ một một Giờ đã là một bức phách lạnh lẽo bình thường Thế có tức không cơ chứ Cảm giác nó chơi mình Và mình không nắm được đầu nó Mà táp một cái một cách nhiệt tình Thật là ức chế không lời nào tả nổi Cho đến một hôm Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần Từ việc sẵn sàng bước theo nó Hay lại phải bật dậy một cách khó khăn Tôi đều chấp nhận hết Nhưng chờ mãi nó không xuất hiện nữa Chẳng chọc không ngủ được Mãi đến khuya Khi tôi bất chợt nhìn sang phía bức vách Mà nó hay đứng im ở đấy Thì tôi bỗng giật thoát người Ở góc mùng phía bức vách Ngay sát bên tôi Có hình dáng một bóng đen Hình người Đang in hình lên đó Một bên cái mùng mỏng có một khoảng mùng bị tối đen rất cần cái mùng đó là cái mùng nhỏ khi treo lên thì vừa đủ bao quanh cái ghế bố của tôi nằm nghĩa là cái phần mùng dựng đứng bên hông tôi phía cửa sổ ở ngay sát bên tôi các bạn ạ và in hình trên đó rõ mồn một, một một cái bóng đen ra dáng con người đó là hình dáng một người cao hơi to toàn thân màu đen không nhìn rõ chân tay tôi đoán đó là hình dáng của một người con gái vì phần cổ không trông thấy cảm giống như cái bóng đen của một người con gái ấy tóc dài chết hết cổ vậy Tôi không tin vào mắt mình Hơi hoang mang vì bất ngờ quá Tôi vội kéo mền trùm kín thân Kín hết cả đầu đến chân Hơi yên tâm vì mình không bị đè nữa Chân tay đã hoàn toàn bình thường rồi Thỉnh thoảng tôi lại đén hé mắt ra nhìn Thì bóng đen đó vẫn còn đấy Nó im nìm và có vẻ đang nhìn tôi Lát sau tôi thu hết can đảm Quyết mặt đối mặt với nó một lần nữa Cái bóng gần lắm Gần như nó dí mặt vào cái mùng vậy tôi cố căng mắt ra nhìn cho rõ, không phải cái kiểu bị thôi miên gì gì đó mà mấy bạn bị ma dẫn. tôi hoàn toàn tỉnh táo cơ, dù hơi sợ, nhưng tôi quyết dằn xuống để nhìn thật rõ cái bóng kia ra làm sao. vô ích, màu màu đen đặc, không thấy mặt mũi, dù hình thù rõ ràng là hình dáng con người, nhưng tôi càng khẳng định thêm đó là dáng một người con gái. tôi đã nhìn được một chút phần đầu của nó, hoàn toàn giống với đầu một người con gái có tóc dài và mượt mà mà tôi hay thấy trong tranh. Tôi tập trung đến mức không thèm quay qua phía buồng. Bà nội tôi đã thức giấc và đang đi dép ra nhà sau vệ sinh. Không cần nhìn cũng biết vì bà nội tôi mang một đôi dép khác hẳn trong nhà, nghe tiếng là biết ngay. Vấn đề tôi đang tập trung lúc này là nhìn rõ cái bóng đen kỳ quái kia. Lát sau tiếng dép và tiếng đóng cửa vang lên, bà nội đã vào. Nhưng tiếng dép im mặt ngay cửa buồng. Tôi biết bà đang nhìn tôi. "Thằng Cú Sơn, hôm nay vào ngủ với nội đi." Bà tôi nói gọn lỏn. Nó, tôi dạ gấp một tiếng và không hiểu sao ù té chạy ngay vào nói thiệt gan thì gan chứ ít nhiều tôi cũng hơi sợ rồi lúc sắp vào buồng tôi ngoái đầu lại nhìn một lần nữa cái bóng vẫn còn đấy tôi đoán quả không sai nó đứng sát cái mùng của tôi gần như áp mặt vào hình rõ ràng là một người con gái nó vẫn quay về phía cái ghế bố nơi tôi đang ngồi nhìn nó lúc nãy có nghĩa lúc này tôi đang nhìn nó theo hướng nhìn ngang tôi thì năm đó học trung học phổ thông học cấp 3 rồi lại là con trai nữa nên lâu lắm rồi không ngủ chung với bà và các cô trước giờ bà nội tôi cũng chưa từng kêu tôi vào ngủ chung bao giờ hôm nay nội nào như vậy quả là khác lạ tôi nghĩ ngợi nhưng mà không dám hỏi tầm 30 phút sau tiếng lòe xoẹt lại vang lên nó bắt đầu từ phía sau ghế bố của tôi nằm thường thì đi ngang qua buồng nhưng hôm nay nó lại dừng ngay trước buồng các bạn ạ à. y như lúc nó đứng nhìn tôi hồi tôi còn ngủ riêng vậy nhưng nó không đứng lâu chừng mười phút tiếng loạt xoẹt lại giảm bước đi vẫn nghe tiếng thình thịch đi bước xuống nền đất gian nhà sau rồi mất hút ở phía sân dù không nghe thấy tiếng mở cửa như người bình thường khác phải làm bên cạnh tôi tiếng thở của bà nội và cô bảy vẫn vang lên đều đều hôm sau tôi cố hỏi thử bà nội à, sao hôm qua nội kêu con vào ngủ chung vậy trước giờ có bao giờ nội làm vậy đâu ừ, với cả hôm qua nội có thấy gì cho con đang ngủ không Nội tôi lắc đầu không nói gì thêm Mắt bà hơi lo lắng Chỉ nhìn vào một chỗ xa xăm Thấm thoát đã qua vài tháng Kể từ ngày tôi và nó áp mặt nhau qua cái mùng Lạ một điều Kể từ hôm đó trở đi Nó ít xuất hiện hơn trước Lúc trước thì cứ một tuần Là có đến 4-5 ngày nó xuất hiện đều đặn Nhưng lúc sau thì số lần xuất hiện thưa dần Tức là một tuần Nó xuất hiện chỉ 3 lần thôi Chỉ có 3 lần thôi Với những người khác mà xuất hiện rõ mùng một như thế chắc chỉ một lần là đủ chết rồi Nhưng không hiểu từ lúc nào Tôi cũng dần quen với việc đó Không còn cho đó là việc bất thường nữa Một điều nữa làm tôi khá hài lòng Là từ sau hôm đó Tôi ít bị đè hơn hẳn Không lẽ nó chơi với tôi chán rồi Hay là nó thấy tôi không sợ nó Nên không còn dọa tôi nữa Đến một tháng nọ Không hiểu sao nó chỉ xuất hiện đúng một lần Một hôm rảnh rỗi Cả nhà chuyện phiếm với nhau đề tài này Nội dung tuy ngắn nhưng mà hơi dần dần Nghe nội nói Có hôm 19 giờ Nội ra ngoài sân ngay gốc cây xoài mút ấy, Thấy có cái đầu nó rơi xuống vịt một tiếng Nội sợ quá mới vô nhà luôn Cô bảy kể lại cho tôi nghe Đúng là người lớn Họ tin nhưng mà cố giấu các bạn ạ Chắc họ sợ kể ra làm người khác sợ theo chăng Chuyện của cô năm và cô sáu thì ly kỳ hơn Nhưng tôi tin vì tôi thấy tận mắt rồi Hai bà cô này ngủ trên mộ ván ở nhà phụ cũng thường nghe tiếng bước chân rõ mồm một đi từ nhà trên ra nhà phụ ngay ra nhà sau là cái sân tối đen và có cây xoài mút rất lớn và âm u cô năm kể đợt nhà mình làm mứt dừa bán dịp tết ý nhà mình đào đất làm hai cái lò lớn để làm mứt nửa đêm khuya lắm tao đang lim dim ngủ tự nhiên nghe thấy rõ tiếng sồi mục cái tiếng này y chang cái tiếng ban ngày tụi mình sao mứt ngoài đấy Cô năm tôi trực tiếp xả mất ngoài cái lò Ngay trên góc xoài đấy Tao thức lắm tụi bây Lúc đầu tao cũng tưởng mình nghe nhầm Nhưng không Tiếng vạt ra nó rõ lắm Rõ y như tiếng bước chân đi trong nhà Mà mình hay nghe ấy Có hôm tao tức quá Tao mới đi thẳng ra sau vườn Ngay cái gốc xoài Không mà đèn pin lên mà đi thẳng luôn Tao ra gần tới gốc xoài thì tiếng động biến mất Tao lại gần cái lò nhìn cho kỹ Cái bếp lạnh tanh Hoàn toàn không có cái củi nào Chứ đừng nói đến lửa Thế mà lúc tao quay vào nhà Vừa là lưng xuống giường Là tiếng ụ ụp Nó rõ to ra Của nổi mất Lại sôi lên Tiếng đó nó phát ra đúng cái chỗ gấp xoài mà tao vừa kiểm tra Quả đúng là hôm đó Lúc ra nhà sau uống nước Tôi cũng thấy cô Năm đi thẳng ra sân Ở chỗ gốc cây xoài đấy Và lúc lên nhà trên ngủ Đúng là tôi nghe có tiếng ủng ụp rất lớn Y chang cái tiếng nước sôi Mà ban nãy gia đình tôi nấu mất vậy Thấy bầu không khí căng thẳng Vài người có vẻ sợ sệt Nên tôi im lặng không kể thêm câu chuyện của mình Chuyện cũng chẳng có gì Hôm đó là tầm 20 giờ Tôi ra nhà sau uống nước Vị trí uống nước nhìn ra sân sau luôn Đang tu ngực thì tôi thấy có tiếng động trong bụi cây trong sân Cái sân này bình thường được chiếu sáng 1 phần 3 Do anh đèn nhà tôi hắt ra 1 phần 3 thì hơi mờ Và còn lại thì hoàn toàn tối đen Do cây cối rậm rạp quá Tôi căng mắt nhìn về phía đó Phía một cái bụi cây rậm Thì thấy một cái đầu lú lên nhưng là của người nhà đang đi À mà thôi Nhưng là của một người nhà đang đi vệ sinh Đúng ra tôi đã quay đi ngay Nhưng tôi buộc phải há mồm ngạc nhiên Người nhà tôi thì đang ngồi trùm hỗn trong bụi Nhờ bụi cây tre Vấn đề là Ngay sau lưng người đó Cũng có một bóng người đang ngồi trong một tư thế tương tự Nhưng không ngồi trong bụi cây Mà ngồi ở ngoài Người đó không rõ mặc đồ gì Chỉ thấy toàn màu trắng tinh Phần đầu bàn tay, bàn chân không nhìn rõ Vì toàn màu đen thôi Tôi chắc chắn không nhìn nhầm đâu Tôi vừa nhìn nó Vừa uống thêm một ca nước nữa Nói chung nhìn nó rất rõ Rất giống cái người mặc đồ trắng Ngồi trên cây gòn mà tôi từng kể Ở phần đầu Nhưng số lần nhìn thấy tôi thất dần Từ bất chân trong nhà cũng ít xuất hiện hơn Thay vào đó là tiếng nước sôi tuốt ngoài gốc xoài giữa ban đêm Nhưng cũng không nhiều nữa Cho đến một ngày Vừa đi học về tôi đã nghe có tiếng chó sủa vang nhà Một con cún đực Gia đình tôi vừa xin được nó Con cún này không có gì đặc biệt cả Nhưng còn nhỏ Nên nhìn mặt bầu bĩnh trông cũng xinh đáo để Tôi khá cưng nó Đi ngủ còn ôm nó theo ngủ ở trên ghế bố Đắp chăn cho cô cậu cũng đàng hoàng Rồi đến đêm hôm đó Bước chân lại xuất hiện Ngay sau khi có tiếng lạch xẹt quen thuộc vang lên Vẫn từ lối cửa sổ thông ra bên hông nhà Tiến lại chỗ tôi Tôi đang trông chờ con cún ra tay lý do ai cũng biết rồi nhưng ôi thôi nó rên rỉ ư ử sợ đến run một vật trong vòng tay tôi nó run sợ cứ như có người cầm dao bầu chuẩn bị chọc tiết nó vậy nó sợ đến dựng cả lông lên các bạn ạ à. tôi thấy cũng tội tôi bước chân vẫn dừng lại ngay sát nơi tôi nằm rồi thản nhiên đi theo đường cũ vòng ra nhà sau và biến mất nơi gốc xoài tôi vội bật đèn thả con cún ra ngoài để xem tình hình cu cậu may cho tôi vừa thả tay ra nó đái ngay mới gây chứ Chắc nó cũng sợ đến té đái Có hôm tôi cho nó ngủ riêng Ở trong cái giỏ quà nhét đầy giấy vụn như cái tổ Nhưng đến, đến khuya nghe tiếng bước chân Vang lên rõ rệt đều đặn Nó lại ré lên chạy thẳng vào trong buồng Chui xuống cậm giường Mà sáng hôm sau dụ dỗ thế nào Cũng không chịu chui ra Còn ban ngày có khi đang chơi đùa vui vẻ với tôi Nó hay đột nhiên bỏ chạy sợ hãi Hoặc chu dài thê thảm Rất khó hiểu Dù tuyên bố nuôi chó cho vui Nhưng không hiểu sao nhà tôi đánh giá nó vô dụng gia đình quyết định đem cho đi dù tôi có năn nỉ cách mấy thay vào đó gia đình tôi xin được con chó cái đã khá lớn của một người quen qua thời gian trích đại cho quen nhà mới con chó bắt đầu vui vẻ và khá ngoan ngoãn nên tôi rất hài lòng chỉ có điều ban ngày không hiểu sao đang nằm ngủ hoặc dưỡng với tôi nó hay bất ngờ quay sang phía sân sau chỗ gốc xoài mà sủa inh ỏi rồi chạy thẳng ra đó cũng có hôm đang nằm ngủ trên chân tôi nó bỗng ngồi dậy vừa kịp mũi vừa chạy vòng vòng ra phía sau cái ô cửa phía bụi trúc chỗ mà cái bước chân bắt đầu nện xuống sàn lúc đêm khuya có hôm tôi đang ngồi học bỗng nhiên nó chạy từ phía nhà sau ra luồn qua cái cửa phụ chó nó không cần mở cửa mà cứ chui xuống khe cửa là qua được nó chạy sập lên trên nhà trên tôi ngồi học nhưng mà thấy nó sủa lớn cũng bất giác nhìn sang phía ô cửa nên nhìn ra cái nền trời đen nhưng mà không tối do còn vài ngôi sao Thay vì nhìn thấy một khung trời hình vuông Tôi thấy có một khoảng không đen đặc Khác hẳn phần còn lại Nó giống như phần đầu của một người Đang đứng ngoài cửa mà nhòm vô Đúng hơn là đang nhòm tôi lom rom vậy Nhưng tôi vừa nhổm dậy Con chó đã nhanh chân chạy vòng từ cửa trước ra bên hông nhà Tức là phía sau cái cửa sổ Tôi cũng lao ra theo nó Yên tâm rằng đã có bạn đồng hành đáng tin cậy Nhưng khi ra đến nơi Những gì tôi thấy chỉ là một bức phách bình thường Một bụi trúc tối om Và một bầu không khí hơi lạnh lạnh tôi nhìn sang nó có vẻ như con chó cũng không nhìn thấy gì nữa và nín sủa từ lâu rồi từ ngày có nó tôi yên tâm hẳn hơn phần cũng vì gần hai tháng kể từ ngày xin được nó về tôi hầu như rất ít khi nghe tiếng bước chân thậm chí nhiều ngày không nghe thấy thỉnh thoảng đêm hôm khuya khoắt đang ngủ ở nhà trên mà tự nhiên nó vùng dậy chui qua cái cửa phụ rồi chạy thẳng ra gốc xoài tuốt trong sân sau mà sủa inh ỏi gần nửa tiếng lạ một điều Gia đình tôi không mai quyết định ngăn cản nó Nếu tướng bước chân kia xuất hiện lần nữa Thì sao ta Nếu con chó của tôi có thắng không Hai cái bóng đen kia sẽ vật nó chết Tôi băn khoăn lo lắng Nửa muốn hai đứa chạm mặt nhau Nửa sợ và lo cho con chó đáng yêu của tôi Thôi kệ Nếu có ngày đó tôi sẽ vùng dậy giúp con chó một tay Lúc trước có một mình còn chả sợ Nay sợ cái quái gì Rồi đêm đó cũng đến Không hề hẹn trước Khuya hôm đó tôi đang say giấc Lâu lắm rồi mới yên tâm mà ngủ say Thì tiếng loạt sẹt rõ lớn lại xuất hiện Vẫn từng bước đều đặn Đi thẳng đến nơi tôi nằm Đang chuẩn bị ngồi dậy thì Tiếng sủa vang lên inh ỏi Lớn hơn cả tiếng chó sủa người lạ lúc ban ngày Tôi nghe rõ tiếng móng chân chó cào cào vào cửa phụ Như kiểu nó nóng lòng cho ai một trận vậy Tôi chưa từng thấy nó tức tối đến như vậy Hay có tay hàng xóm nào không ưa chọc kẹo nó Nó cào cửa nghe rin rít thật lớn Miệng không ngừng gầm gừ tôi đoán nó đã chui xuống cửa phụ nên bị cạ lưng vào cửa vừa định ra giúp nó thì trước sự vui mừng khôn tả của tôi nó đã lao vào thành công với một vẻ mặt vô cùng hiếu chiến cha mẹ ơi không gì diễn tả được niềm vui sướng của tôi lúc này con chó sủa dữ dội vào không trung ngay sắc cạnh tôi chính xác hơn là gần đúng cái vị trí tôi thấy cái bóng đen ngoài mùng hôm trước dĩ nhiên hôm nay tôi vẫn chẳng thấy gì tất cả những gì tôi thấy là con chó cưng dù là chó cái đang vừa sủa vừa cắn liên tục vào không trung giống như nó đang cố gắng cố đuổi theo một cái gì đó mà nó thấy rõ một một nhưng chủ của nó là tôi thì đang ngồi trên ghế bố bất lực nhìn nó trổ tài lúc thì nó vừa sủa vừa lùi lại khom mình lấy thế lúc thì nó nhảy dựng lên tạm đứng bằng hai chân sau để cố cắn vào một cái gì như ban ngày những con chó dữ cố nhảy dựng lên mà táp vào tay chúng ta vậy quả thật tôi rất muốn giúp nó tôi thử với tay của quạng vào khoảng không trước mặt Giống như con chó tôi nó cố cắm vào tay Thì tôi cố chụp vào phần ngực vậy Nhưng vô ích Tôi hoàn toàn không cầm nắm được gì Mà nó cũng không thực sự cắn trúng cái gì đấy Hoặc cái nó thấy Nhưng mà tôi không thể thấy Chỉ thấy nó rất thăng Không có vẻ sợ sệt hay đuối sức gì Cắm nó lanh lợi hơn cả ban ngày Và nhìn chằm chằm vào một chỗ Như ban ngày nó vừa sủa sủa Vừa nhìn chằm chằm người lạ vậy Tôi nín thở chờ đợi Mười phút sau tiếng loài xoẹt vẫn còn Thế là vũ ích cái sao quái lạ Thế là vô ích ư Con chó không chịu thua tiếng là xoẹt lên đến đâu Nó chạy theo xoay mình chặn đường Vẫn nhìn theo cái gì đó Sủa inh ngỏi Và thỉnh thoảng cố tác cần đực vào không khí Nhưng nó tát vào đúng cái chỗ phát ra tiếng động Với bạn cứ tưởng tượng Nếu là con người bước đi bị con chó nhà bạn chặn lại và cố tát theo Hắn đi một bước Con chó bạn đuổi theo Và cố tát vào cái chân vừa bước vậy Tình hình này cũng y chang như thế Tướng là xoẹt vừa nghe ở đâu nó nhào đến tắp vào chỗ đó Không một chút do dự Cuối cùng đến cái cửa phụ Lúc nó và cái thứ kia đang có vẻ quyết liệt Cái thứ kia không chống trả Để mặc nó làm gì thì làm Tiếng lạch xoẹt vẫn vang lên đều đặn Dù con chó đuổi theo sủa cật đực Ngay khi đến cửa phụ Tôi nhào theo Tranh thủ mở sẵn cửa Vì sợ con chó tốn thời gian chui Sẽ vừa mất con mồi Tiếng lạch xoẹt đứt qua tôi Chuyển sang tiếng tình thịch khi dẫm lên đất Trong khi tôi mới chỉ kịp mở hết cái cửa Sai lầm ở chỗ Bình thường con chó thì chui lọt Nhưng khi tôi mở hé cửa Nó không kịp chờ để chạy bình thường Mà vẫn chui xuống cửa Cửa lúc này đã nằm xéo Khoảng cách của khe hở giữa cửa và nền gạch chặt hơn Khi đóng chặt Thì khoảng cách này từ phần mép cửa dưới đến nền đất Đất thì lồi lõm Nên chó dễ chui hơn Con chó bị mắc kẹt Một nửa thân qua nửa thân sau Thì kẹt trong nhà Tức là nó chui vào dưới cánh cửa Nhưng không qua được hết Nó vẫn cố rên ư ử Sủa theo in ngỏi còn hai chân sau quẫy đạp liên tục Cố đuổi theo tiếng bước chân Không kịp suy nghĩ Tôi đi đau lòng đánh tặc lưỡi Dùng chân đạp nhẹ vào mông nó Nhẹ một tiếng rồi đuổi theo Nó chạy rất nhanh để bù khoảng thời gian bị kẹt từ bước chân kia vẫn dẫm thình thịch trên nền đất Rồi nhỏ dần ra phía sân sau Tuy nhiên lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng xào xạc Của chân người dẫm lên lá Và sau đó tiếng răng rắc hơi nhỏ Khi đạp lên những ngánh cây khô ở trong vườn một niềm vui không tả được ào ào dâng lên trong tôi suốt bao lâu nay nó lộng hành tôi chỉ nghe có tiếng bước chân của nó nhỏ dần trên nền đất mà không nghe được những âm thanh này điều này có nghĩa là nó đang đi chính xác hơn là bị chó đuổi đến cuối vườn nơi đầy lá và nhắn cây cỏ khô khi quét sân nhà tôi hay quét tấp hết vào trong hàng rào nghĩa là nó bị đuổi đến tận bờ rào rồi con chó vẫn không buông tha nó vẫn đuổi theo mà sủa inh ỏi tôi bạo gan chạy ù theo nó ra tận khoảng sân tối om đến tận gốc xoài lớn Nơi mà cả nhà tôi hiếm khi đặt chân đến lúc trời tối Trời tối mờ mờ Nhưng nếu cố gắng vẫn nhìn rõ bầu không khí hơi lạnh lạnh rồi Tôi nhìn sang gốc xoài Hai cái bếp những đêm trước từng phát ra tiếng sôi ủng mục giữa đêm khuya Đang nằm lạnh lẽo Tôi cố bạo gan Do con chó đang sủa mê mải cũng gần đó Thử ngước nhìn lên ngọn xoài lạnh lẽo Cố tìm hoặc chờ đợi một cái gì đó đen đen Như đầu người rơi xuống như bà nội tôi kể Nhưng không, hoàn toàn không có gì chỉ có những tán lá đen thui do trời tối, vài sợi dây tơ hồng bắt ngang qua. Tôi cay sang cái con chó vào. Nó đã chạy ra khỏi hàng rào, đứng ngoài lề đường, vẫn đang cố nhìn theo, mà sủa một cái gì đấy, tôi không buồn bận tâm nữa. Thế này tôi cũng mừng lắm rồi. Lát sau nó lại len qua hàng rào, vẫy đuôi vui vẻ mừng tôi như báo công trạng. Tôi ôm gọn con chó vào lòng, ấm nó vào nhà, dù các bắt nó vẫn nhìn theo hướng cũ. Nhìn về phía ngoài hàng rào nhà tôi, giống như mấy bạn ôm con chó lại khi mà người lạ đã bị đuổi đi xa vậy. Nó theo các bạn vào nhà nhưng vẫn nhìn theo bóng người lạ đang khuất dần. Con chó của tôi lúc này chính xác là đang nhìn như thế. Lúc đứt qua bộ ván nhà sau, nơi cô tôi nằm, tôi thấy hình như cô tôi đã thức và mở mắt từ nãy giờ, nhưng hoàn toàn im lặng mà không lên tiếng. Trở lại nhà trên bật đèn, tôi búp phê và nhìn kỹ con chó. Nó hơi bị xù lông do len lỏi qua hàng rào hẹp. Phần lưng bị chảy nhẹ do một cước của tôi, Lúc đó bị kẹt ngoài ra hoàn toàn vô sự tôi bút ve nó cố dỗ và vứt cho nó đến khi đôi mắt nó khép lại khoan khoái đúng là chó cái giữ gớm thật tôi nói nhỏ mai phải thưởng nó cái gì mới được cuối cùng từ nay đã được yên thân rồi quả đúng như vậy từ sau hôm đó cả gia đình tôi đã ngủ ngon vì không còn nghe có tiếng bước chân giữa đêm khuya nữa tôi cũng hết dịp thể hiện cái can đảm dại dột của mình và sự bình yên đã trở lại tuy nhiên tôi trực nhớ ra nó mới chỉ bị đuổi đi chứ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn liệu nó có quay trở lại không có hoặc đó không phải là nó mà là đứa khác thì sao những chuyện dùng giận khó lý giải tiếp theo đến giờ tôi chưa hiểu được những trò quấy phá cũng khác đi nhưng sự táo tợn và rõ mồm một, một cũng không hề thua kém những từ bước chân khắp nhà lúc trước đó là tất cả những gì tôi đã chuẩn bị kể tiếp cho các bạn nghe vẫn ngôi nhà cũ đã được xây dựng lại khang trang hơn và những chuyện kỳ quái ghê giận còn hơn cả trước nữa vì thời điểm này nhà cửa đã chen chúc nhau đến khó chịu ánh đèn bao trùm cả ngôi nhà cái chân âm u cũng đã biến mất các bạn thân mến như vậy là những câu chuyện ma tôi gặp ở tây ninh của tác giả giang anh diễn đàn voz ta khép lại video ngày hôm nay để các bạn cảm thấy hữu ích và thú vị các bạn có thể ủng hộ cho bí ẩn radio thông qua hướng dẫn trong phần mô tả hãy tham gia hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ ở trên facebook học hội ngủ nghe ma ở group zalo để có thể bình luận và trao đổi về các vấn đề tâm linh và những câu chuyện ma mà các bạn quan tâm một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại